Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, những ngày gần đây, số bệnh nhi đến khám tại bệnh viện chủ yếu do mắc các bệnh hô hấp, tiêu hóa, đau mắt đỏ, viêm kết mạc. Trong đó đáng lo ngại nhất là bệnh đau mắt đỏ, khi từ đầu tháng 8 đến nay, khoa mắt của bệnh viện đã khám và điều trị cho hơn 1,5 ngàn trường hợp bệnh nhi bị đau mắt đỏ. Bình quân mỗi ngày, khoa mắt tiếp nhận từ 30 tới 60 trường hợp. Tuy nhiên, trong 32 tuần gần đây, số lượng bệnh nhi mắc bệnh đau mắt đỏ tăng rõ rệt với hơn 100 bệnh nhi một ngày. Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng tránh bệnh đau mắt đỏ lây lan, cần hạn chế chùi tay vào mắt, mũi, miệng, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn tay. Nếu trẻ chảy nhiều nước mắt, có nhiều gần rỉ mắt thì sử dụng khăn giấy hoặc bông gạc y tế. Sử dụng một lần để vệ sinh, sau đó bỏ vào thùng rác có nắp đậy để tránh tạo thành nguồn lây cho gia đình và người xung quanh. Khi trẻ có các triệu chứng của bệnh, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để thăm khám điều trị kịp thời.